Trời ơi, chị nói á, không có ai đẹp người đẹp nết giống như em vậy hết trơn á. Hồi sáng nay chị có đi chợ mua cho em chút son phấn nè, cầm mà xài đi. Cái này là cái gì vậy chị? Trời, em đừng nói với chị hồi nào đến giờ em không xài son phấn rồi nha. Đơn giản lắm. Cái này nè là màu son, đánh lên môi mình á, cho cái môi mình á cho nó hồng, cho nó quyến rũ giống như môi chị nè. Cái màu này nó thịnh hành nhất năm nay đó nha em. Còn à, cái này hả, là phấn, đánh lên da mặt cho nó mịn màng. Nhưng mà da mặt của em nó cũng mịn sẵn rồi, nên ít thôi ha. Nè, giữ xài đi em. Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng chắc em không cần xài mấy thứ này đâu chị. Cần chứ sao không cần, con gái mà không cần sao được. Với lại công việc sắp tới của em nè, cần chút son phấn mới được. Vậy đi nha, giữ xài đi. Chị có công chuyện chút xíu, chiều chị em mình nói chuyện tiếp. Dạ, em chào chị. Mà quên nữa, tối nay ở trong phòng nha, đừng có khóa cửa nha không. Dứt khóa là không được khóa nha không. Tối nay chuẩn bị làm rồi đó. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.